Một năm nay là bên Nhật về dư khoảng nhiêu tiền không? Cái số vốn đó em đã xây 24 phòng trọ. Hả? Ủa đi 3 năm mà xây 24 nhà trọ hả? Mai chỉ đi Nhật nha. Dạ. Quá dữ luôn. Thôi bây giờ mình nói mời bạn nam. Ô. Rồi chào trai. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn gái. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh ạ. Chào em. Em xin chào chị Cát Tường. Em xin chào tất cả quý vị khán giả. Em chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Từ Tiểu Phụng. Em sinh năm 1991, năm nay 28 tuổi. Từ Tiểu Phụng hả? Tên rất lạ. Tên có vẻ phim Hồng Kông quá đó mà. Dạ, em quê ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Em làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là phụ tá nha khoa. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin tự giới thiệu em là Lê Thanh Phong. Em sinh năm 1990, hiện đang là nhân viên của nhà hàng Nhật Maria ở quận Nhất. Từ nhỏ giờ em cũng sống ở đây thôi. Em là tên Phong. Dạ. Bên kia tên Phụng. Phong Phụng. Dạ. Cũng hay nha. Cùng chữ phờ. Dạ từ nãy giờ em mới vô em giới thiệu luôn rồi. Em quên chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Sao? Dạ, chào luôn bạn nữ bên ấy. Dạ chào anh. Còn gì đâu, từ nào xong xuôi tới tối về nhớ khuya chào cũng được. Dạ không được đâu anh. Còn dạ. Làm gì khác nữa không? Em hiện đang học tiếng Nhật. Lý do tại sao em chọn học tiếng Nhật? Thì sắp tới là bên Nhật sẽ có cái visa mới dành cho tu nghiệp sinh. Em là tu nghiệp sinh đã về nước. Em sống ở Nhật được 3 năm và em mới về nước khoảng 1 năm nay thôi ạ. Bên Nhật về dư khoảng nhiêu? Dư tiền không? Cái số vốn đó em đã xây 24 phòng trọ. Trời ơi! Trời ơi, đi 3 năm mà xây 24 nhà trọ hả? Mai chỉ đi Nhật nha. Dạ. Quá dữ luôn. Rồi, bây giờ mình nói về bản thân của mình chút đi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì em gái? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng hả chị? Điểm yếu của em thì rất là dễ hồi hộp, rất dễ đỏ mặt. Bạn trai, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là có khiếu hài hước, đôi khi nó chọc khác cười. Còn cái điểm yếu của em thì chắc cũng đôi khi cũng hay buồn thôi. Nhớ vụ 21 phòng trọ làm vui à? Có khách muốn ở hết chưa em? Dạ đủ hết rồi ạ. Ngon, 21 phòng trọ ngon. Thì cái số phòng trọ đó em đang để cho mẹ quản lý để lo cho em của em đi du học. Hay quá đó. Có sự nghiệp, có tương lai, đã ổn rồi đó. Bây giờ nói về cái tình trường một chút xíu đi. Tình trường mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Trước Tết á, là người nhà em có giới thiệu cho em là quen với một anh. Mà chỉ nhắn tin, làm quen vậy thôi. Có gặp mặt chưa? Dạ gặp mặt cũng đi chơi 1-2 lần vậy thôi chứ chưa có tình cảm nên rồi trừ trước đó là chưa có mối tình nào luôn? Hồi xưa giờ? Dạ chưa. Chắc tại vì em khép kín đó, chị túm lại là không có mở lòng nhiều. Mẹ em thì thích người học tuổi. Em muốn tìm bạn trai tuổi như thế nào? Sinh năm 90 chứ. Em trai sinh năm bao nhiêu cưng? Dạ em cuối năm 90 chị. Cuối năm 90 là sao? Dạ năm 90 đó chị. Vậy được rồi, năm 90 thì còn cuối năm 90 nữa thì ông này. Mời bạn trai, tình trường như thế nào? Dạ thì em đã trải qua 3 mối tình. Hả? 3 mối hả? Ba mối anh. Mối dài nhất là dạ, cái mối dài nhất là khoảng 3 năm khi mà học tiếng đến khi mà đi nước ngoài xong về mới chia tay. Thôi chờ 3 mối tình em nhận ra là em thiếu sót điều gì để chia tay 3 mối tình đó không? Cũng có dạy cho em là nên biết quan tâm mình thấy xíu. Tại là khi em quen gái em cũng vô tâm lắm. Có người yêu không được vô tâm, có vợ là càng không vô tâm nữa. Hiểu không? Thì em nhận ra điều đó nên em mới ngồi đây nè. Nhớ nha, bắt đầu từ bây giờ là phải vô tâm nha. Ý phải có tâm chứ quên. Bây giờ mẫu người lý tưởng của bạn gái là như thế nào nè? Dạ, mẫu người lý tưởng là phải cao hơn em. Cao hơn nhiều. Dạ, không hút thuốc. Có hút thuốc không em trai? Dạ, có ạ. Từ từ bỏ nha. Dạ, uống rượu thì xả dao, uống bia thôi chứ đừng nhậu nhẹt quá. Ảnh mà uống mà em kêu xỉn xỉn cái anh xỉn luôn. Dạ. Với lại phải biết cách quan tâm khác. Đúng rồi, hồi nãy anh cũng có rút kinh nghiệm rồi đó. Em không thích người nói nhiều hơn làm. Tức là đừng có hứa mà không thực hiện. Rồi. Bạn trai thì sao? Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Chung mà dễ thương. Em sợ nhất là khi về nhà mà thấy cái đống chén á. Em đập luôn bể đống chén có gì đâu. Rồi cao trên 1m50, tóc dài dài chút xíu là được rồi. Có cái gì em không thích ở người phụ nữ không? Rồi chào em. Đi làm về đúng giờ, đừng có đi về khuya quá. Mấy giờ là khuya? Cỡ 11 giờ đó chị. Rồi bây giờ chừng nào thì đám cưới được? Cố gắng tìm hiểu rồi từ từ sẽ tính đến cưới. Về ở đâu? Hai chồng ở đâu? Ở nhà em ạ. Hiện tại đang ở chung với bố mẹ em cũng được ạ. Nhà đông anh chị em không? 3 anh em. Và anh thì ra ở riêng rồi. Còn em với lại thằng em, mà thằng em thì nó đi du học Canada rồi. Hay quá ta. Gia đình tiến bộ ha. Chị thích rồi đó. Thôi được rồi, để qua tôi coi bạn gái bên đó coi sao. 21 phòng trọ ha. Trời anh nhắc lại anh. Đàn trai qua coi mắt đàn gái đây. Dạ. Hello trời ơi. Chào anh. Thôi. Xinh gì mà xinh dữ vậy? Dạ, cảm ơn. Dạ. Bây giờ nghe em thấy cảm giác anh bên này như thế nào? Dạ, em cảm thấy anh bên đây cũng vui tính. Vui tính lắm, dạ. Nói chung cũng cố gắng. Anh đây cao lắm, hồi nãy nói là em nói 1m7 đúng không? Nó là bao luôn. Rồi, tốt. Đàn trai chịu đàn gái rồi nha. Hôm nay em đi với hai em gái? Dạ, em đi với mẹ em, với dì, với hai em. À rồi, chào gia đình nhà gái ạ. Dạ chào MC Quyền Linh. Dạ chào MC Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của cháu Phụng đây. Dạ. Dạ, cũng muốn chọn cho con một tấm chồng. Bây giờ cũng đã 28 tuổi rồi, thành ra cũng muốn cho nó kiếm được một người. Thấy cháu trai bên đây thì cũng được. Phụng ở nhà thì nó cũng tánh cũng hiền lắm. Từ nhỏ tới lớn là chỉ đi học thôi. Bây giờ muốn nhờ chương trình kiếm giùm cho cháu, cho Phụng nó được một người bạn. Dạ, dạ cảm ơn nhiều. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ em và mấy cô cùng với hai bạn. Chào cô ạ. Dạ, lời đầu tiên là xin chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Dạ. Với các khán giả trong phòng quay hôm nay. Chào cô ạ. Dạ. Đến đây với mục đích là để tìm đôi lứa cho con trai của tôi. Dạ. Phong này thì ở nhà cũng không ít khi nào làm cho mẹ buồn. Lo làm ăn. Vợ chồng tôi thì cũng già rồi, thì cũng muốn kiếm một cô dâu, đứa con dâu về để hữu hỷ trong gia đình. Đó, cũng mong cho em đến đây để mà cũng có một cái duyên gì đó, để sau này rồi có cháu cho gia đình tôi được mừng. Dạ. Dạ. Dạ, bé này thì nó đúng ra là dễ thương. Dạ. Nhưng mà cũng còn cái duyên. Nếu mà hôm nay mà bấm nút hết á, thì cứ cho tìm hiểu nhau cho kỹ càng, để sau này không có phiền trách với cha mẹ. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn cô ạ. Rồi ha, gia đình hai bên rồi. Bây giờ cái chính là giống như bác gái nói là hai bạn phải tìm hiểu nhau cho kỹ. Dạ. Nha, rồi, mở rào. Dạ, xin chào anh ạ. Chào em, nay anh có món quà tặng em. Rồi, hai đứa cao. Hai đứa đẻ con đẹp lắm. Dạ em gửi anh cái bình nước mình đi làm mình có thể sử dụng. Chào em. Dạ chào anh. Thì anh nhìn thấy em muốn sốt luôn à. Dạ. Biết nói chuyện ghê. Em thích thường thường là em thích làm những gì những ngày nghỉ? Em hay với đứa em hay đi chơi với nhau đúng không? Em có thích đi du lịch không? Ừ, dạ cũng thích thôi. Em biết nấu ăn không? À, dạ không. Em nghĩ sao nếu mốt em rửa chén ăn nấu cơm? Chắc được. Anh thì anh biết nấu ăn nhưng mà anh không biết rửa chén, anh là biến thử. Vậy là anh nấu ăn đúng không? Thì hôm nào rảnh thì anh muốn mời em đến nhà hàng của anh ăn một bữa. Ủa nhà hàng của anh luôn hả? Dạ không, nhà hàng chỗ anh làm. Chị mắc lỗi em ghê quá. Vô chuyện yêu đương đi, hẹn hò yêu đương nè, hôn nhân nè. Anh có thể tìm hiểu em được không? Ừ, một lát mình em sẽ trả lời. Dạ, anh thấy em cũng dễ thương á. Dạ, cảm ơn anh. Sao ta? Nói chung là anh nhìn thấy em anh cũng ngại ngại. Ngại gì, có gì đâu ngại. Lâu lâu mới được gặp gái chị Cát Tường. Gì gặp gái? Gặp bạn gái gì? Gặp bạn gái. Dạ. Tương lai em có thể về nhà anh sống không? Nếu mà lấy chồng thì phải theo chồng thôi, đương nhiên rồi. Còn em không biết em có thể làm dâu tốt được hay không thì lúc đó thì mình sẽ từ từ. Sao em thích trai hay gái hỏi coi. Em tính xin mấy đứa, ví dụ như vậy. Kế hoạch quá gia đình là chỉ hai là đủ đó. Một chồng hai con vợ chồng hạnh phúc. Một chồng hai con vợ chồng hai con vợ chồng hạnh phúc. Anh nhắc lộn chỗ, đừng nói lộn nhau. Anh nhắc lộn chỗ nguy hiểm à nha. Anh nhắc lộn chỗ. Trời đất ơi. Thì bây giờ anh mong được có câu trả lời của em. Bây giờ muốn phải thuyết phục người ta, giờ hát tặng người ta một bài hát hay là tỏ tình người ta hay gì đó, làm gì đi chứ. Bây giờ anh hát tặng một câu được không? Dạ. Gì ta? Làm gì mà ông quýu tay, quýu chân, ông móc trán, móc quần em ướt hết là gì? Cái gì quần ướt hết? Dạ không có, ý em nói mồ hôi. Gãi tùm lum hết rồi đó. Rồi hát đi kìa. Và nếu như anh được làm mây bay cùng với gió dìu nhau đến nơi tận cuối chân trời, ngày tháng bên nhau không rời xa đâu, dù phong ba cầm tay nhau vươn lên trên ngút ngàn. Đừng để đôi ta phải rời xa nhau, đừng rẽ đôi vì anh chỉ muốn yêu mãi một người. Hãy để cho anh được gần bên em và cùng sánh mượn tình yêu ta sẽ không xa cách rời là gió cùng với mây. Đã cố gắng hết sức. Rồi dạ. Bây giờ nói một câu một để thuyết phục em gái có thể bấm nút với mình. Bấm nút nha em, bấm nút nha em, bấm nút nha em. Trời ơi. Nói từ trái tim chứ phải bấm nút đi em. Từ kể từ bây giờ hôm nay sau khi chương trình anh muốn được tìm hiểu em. Anh mong là có cơ hội hai đứa sẽ dạy chung một nhà. Đó. Rồi, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Trời ơi, bản lĩnh quá chứ. Nãy giờ mình có thể nói vui, mình có thể đùa một chút xíu. Dạ. Nhưng đã đến lúc chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình có rung động với người đối diện hay không. Rồi, hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chào giữ nắm tay nhau đi hai bạn. Mọi người thấy cặp đôi này hợp không? Rồi, chào bác gái. Rồi xin chào phép gái. Xin bác gái cho con được phép hẹn hò với tên gì? Ai? Em tên gì? Tên gì? Từ từ anh, từ từ anh. 3, 2 tên bấm. Tên bấm hả? Dạ em nghe anh đếm. Trời đất ơi. À Phụng nữa, hai chữ B ăn phở. Trời ơi. Dễ nhớ. Rồi xin phép hôn kìa. Dạ con có thể hôn bé Phụng một cái được không ạ? Anh có thể hôn em một cái được không? Dạ dạ. Rồi, cũng đặt tay nhau nha. Xem phim nha. Cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng tới để coi. Xong rồi tâm sự để hiểu nhau nhiều hơn. Phần quà tặng dành cho hai bạn là một cặp nhẫn cưới trị giá là 10.200.000 đồng đến từ thương hiệu Lộc Phúc Fine Jewelry. Có thiết kế tinh tế vượt trội đi đôi với chất lượng đỉnh cao, bền vững theo thời gian. Được thiết kế riêng cho câu chuyện tình yêu của hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Cặp nhẫn cưới này sẽ thuộc về hai vợ chồng cô gái. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ em xin chào chị Ngọc Lan, em xin chào anh Quyền Linh và chào bạn nam bên kia. Em tên là Ngô Yến Linh, sinh năm 1992, hiện sinh sống và làm việc tại quận Bình Tân. Linh làm gì Linh? Dạ hiện em đang làm giáo viên tiểu học ạ. Ở Bình Tân là bạn sống với ai? Dạ em sống với ba mẹ. Mời em trai. Dạ xin chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Để cho mọi người và mọi gái bên kia. Mình tên là Nguyễn Hữu Toàn, 29 tuổi. Hiện đang làm là lập trình viên. Đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Ở quận mấy? Dạ, quận Bình Thạnh. Và mình sống ở thành phố với ai Toàn? Dạ, hiện tại đang sống với ba mẹ. Bây giờ xin mời nhà gái cho mình biết ưu điểm, khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, trung thực, biết quan tâm gia đình. Khuyết điểm của em là hơi thẳng thắn. Ví dụ như trong công việc thì em thích là em thích, còn không thích là em thẳng, em không thích. Đó là cũng là một cái khuyết điểm cho nên là em đang sửa. Ví dụ giờ em về nhà chồng mà em không thích nhà chồng, không thích dạ không, cái chồng. Đó là giống như là em đang nói về cái tính chất công việc. Còn ví dụ như về gia đình thì em rất là yêu thương và quan tâm. Còn ví dụ như giờ mình gặp khách hàng, mình cũng nói thẳng vậy luôn hả? Có những tính chất công việc thì mình không thể nói thẳng được. Mình phải nói chuyện nhẹ nhàng để phụ huynh có thể lắng nghe và hiểu được cái quá trình công việc đó như vậy. Chứ không phải là mình không thích mà mình cũng giả lả là thích cho qua là không có. Thực ra cái đó cũng không phải là khuyết điểm đâu. Nhưng mà có điều là mình phải lựa lời cái thời điểm để mà mình nói thì nó sẽ chan hòa hơn. Cô gái của chúng tôi rất là dễ thương nha mọi người ơi. Mời nhà trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm của em thì là hay quan tâm đến mọi người, luôn luôn lắng nghe và chia sẻ. Chia sẻ nhiều không? Dạ cũng tùy. Hình như Toàn ít nói đúng không? Dạ đúng rồi, đó là khuyết điểm của em, ít nói. Lập trình viên thì thường là ngồi ở trong phòng nhiều, ít có giao tiếp, ngại giao tiếp đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà có thẳng tính không? Dạ không có. Giống như cô bên kia không? Thích là nói thích, không thích là nói không thích. Dạ đúng rồi. Cũng vậy luôn hả? Dạ. Hai người thì hợp tính nhau nè. Thẳng thắn chia sẻ với nhau cũng dễ lắm. Đường tình duyên nhà gái sao? Dạ em được một mối tình ạ. Mối tình đó lâu không vậy em? Dạ mối tình đó là năm 2014 là em mới ra trường. Quen được khoảng 1 năm thì như là quan điểm không hợp cho nên là em dừng lại. Rồi còn nhà trai nào? Em thì trải qua được 2 mối tình. Dạ mối tình đầu thì cũng nhanh, chắc tầm được 3 tuần. Mối tình đầu thì cũng nhanh, chắc tầm được 3 tuần. Dạ lúc đó cũng chưa có kinh nghiệm. Chưa kinh nghiệm không? Dạ, chưa nghiệm gì hết, cũng bỡ ngỡ thì cũng nhanh tàn. Dạ. Còn mối tình thứ hai thì cũng tìm hiểu, cũng rút được nhiều kinh nghiệm. Dạ thì cũng được khoảng 6 tháng. Dạ. Vậy cũng chưa có gì sâu đậm hết á. Dạ đúng rồi. Nói chung là hai bên cũng mới có chớm yêu thôi. Bây giờ mình nói cho nhà gái biết đi, mình muốn tìm một người vợ tương lai đó như thế nào? Dạ. Em thì có hình mẫu lý tưởng là chị Mỹ Du. Em thì có hình mẫu lý tưởng là chị Mỹ Du. Tại vì hồi trước đi học á, đi ngang qua thấy chị ở ngoài công viên, thấy chị cười á, tự nhiên trong đầu em luôn. Thấy chị cười á, tự nhiên trong đầu em luôn. Trời, dạ giống như cái nụ cười mà tỏa sáng á. Nụ cười tỏa sáng. Dạ. Nhìn cô kia cười coi coi. Được không? Nhìn xong không ý kiến cái coi gì được luôn. Cứ cười. Dạ giống như chị vậy á. À vậy hả? Dạ. À. Là cười tươi á. Mười ra ông, chúng tôi chỉ cần nụ cười thôi là chúng tôi nhớ cả đời đó. Để tôi qua tôi coi nụ cười bên kia coi sao nha. Dạ, em chào anh Quyền Linh. À, chào dạ. Nụ cười ấn tượng lan tỏa ha. Dạ. À, nãy giờ nhà trai đưa ra cái yêu cầu đó thì nhà gái cảm giác mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? 80%. 80%. Dạ. Còn yêu cầu của em tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? À, em cần tìm một người chín chắn, trưởng thành và một người biết quan tâm gia đình giống anh Quyền Linh. Người biết quan tâm gia đình giống anh Quyền Linh. Bên kia Mỹ Du, bên đây Quyền Linh. Toàn là những nhân vật xuất chúng không hả? Không ra xuất chúng. Em đi với ai em gái? Dạ em đi với mẹ và các cô đồng nghiệp. À có mẹ theo hả? Dạ. Có mẹ theo là được rồi. Mẹ có ý kiến rồi sao? Dạ trước hết thì chào hai MC xinh đẹp, chào bên nhà trai, chào tất cả quý vị khán giả. Thì đối với bé Linh ở nhà thì rất là chịu thương chịu khó, mà rất là thương gia đình. Bạn trai bên đây thì cô cũng thấy con rất là được. Thì hai đứa đến đây thì cũng là có một cái duyên. Thì hai đứa nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu với nhau. Nếu dạ. Tìm hiểu được thì nhà dạ. gái cho nhà trai bước tới sớm không? Sớm, tụi con cũng lớn tuổi hết rồi. Cảm ơn nhà gái. Rồi nhà trai đi với ai nè? Dạ hôm nay mình đi với bố à. À hay quá. Xui gia có đủ. À, chào chú. Dạ xin chào hai MC duyên dáng và dễ thương. Dạ cảm ơn chú. Mà ngày hôm nay hai đứa lên đây cũng là một cái duyên. Nhưng mà hai con nên nhớ rằng đây không phải là game show. Đây là một chương trình thực tế. Chúng ta lựa chọn thì chúng ta phải có cái trách nhiệm của mình. Đối với cái sự lựa chọn của mình, có bên đàn gái đã ủng hộ rồi thì bên đàn trai cũng là nhất trí tiến hành cái hôn nhân cho hai đứa, để mà chúng ta lập thành một cái tế bào nhỏ của xã hội. Xin yeah. Hay quá. Trời ơi. Chú nói là người con xúc động quá. Thật ra chú nói rất đúng, nhiều người cũng nói như vậy. Đây phải là một game show. Lên đây để cảm nhận về nhau, để hiểu nhau và rút ngắn cái con đường tìm hiểu lại với nhau, rồi cưới nhau sớm để lo chuyện an bề gia thất, chứ không phải game show lên đây để chơi vui. Cảm ơn chú rất nhiều ạ. Dạ. Rồi, bây giờ thì hai bên đã có ý rồi. Thôi mở rào. Đúng để rồi. Coi hai đứa tìm hiểu sao nha. Mở rào. Trai đẹp lắm nha. Bắt đầu đi Toàn. Mạnh dạn lên. Gửi cho em. Dạ, em chào cảm ơn anh. Hôm nay đến đây thì em cũng có món quà em tặng anh ạ. Cây này gọi là cây hạnh phúc. Và khi em mua món quà này thì em cũng với một hy vọng là nếu chúng ta cho nhau cơ hội thì mối quan hệ lúc đầu có thể là nó chưa đủ lớn, nhưng mà sau quá trình mình chăm sóc thì nó sẽ phát triển theo từng ngày. Nhưng ý nghĩa của cây này vậy. Dạ. Bây giờ nhà gái á, là có viết một cái lá thơ thì cũng chưa biết được là mình sẽ đọc bây giờ hay là đọc sau khi bấm nút. Nhưng mà thôi chị Lan nghĩ là để nó đi, sau khi bấm nút xong rồi đọc. Dạ ha. Dạ. Nhà trai cũng có thư nữa hả? Dạ không có. Trời ơi hai bạn này dạ. Hay mình đọc xong mình bấm nút luôn được không? Chứ thấy hợp nhau quá. Trời ưng. Đó, bây giờ nè, hai bạn cảm nhận gì nhau coi như thế nào? Ở đó giờ chưa bao giờ gặp đó. Chào Linh. Dạ, chào anh. Anh thấy em này rất là giống với Mỹ Du. Dạ, cảm ơn anh. Rất là nụ cười á. Dạ. Thì em thấy anh như thế nào? Dạ, em thấy anh rất là giống chú Quyền Linh. Dạ. Có đẹp trai hơn tôi đó. Dạ, cũng thấy là rất là hợp. Dạ. Dạ. Quan điểm của anh về tình yêu mà hôn nhân như thế nào? Quan điểm của anh về tình yêu á, thì hai bên là phải tôn trọng nhau, dạ. Rồi thấu hiểu nhau, dạ. Tin tưởng lẫn nhau nữa. Dạ, về quan điểm của em thì trong một mối quan hệ thì quan trọng nhất là phải chung thủy. Mình phải biết quan tâm và chia sẻ lẫn nhau. Và cái việc quan tâm và chia sẻ này là phải xuất phát từ cả hai. Thì cái mối quan hệ nó mới bền vững được. Dạ đúng rồi. Hẹn hò sao đó? Tuần mấy lần gì mình bàn trước đi Toàn. Em làm giáo viên đúng không ạ? Dạ em dạ. Làm giáo viên. Thì thời gian nào mình phù hợp để mình hẹn hò không ạ? Em làm giáo viên thì em sẽ đi dạy từ sáng đến chiều ở trong trường. Thì khoảng em sẽ rảnh vào cái khoảng thời gian vào buổi tối. Buổi tối. Dạ, hoặc thứ bảy chủ nhật. Dạ. Thì đó là tùy vào sắp xếp công việc của anh. Thì có thể chắc có anh có thể là bận hơn em. Ví dụ như anh rảnh thời gian nào thì mình cứ sắp xếp công việc với nhau là thuận lợi cho cả hai là được. Hai đứa về có kiểm soát điện thoại với nhau không? Nói luôn đi. Anh thì theo kiểu như là tự do nên dạ. Ai cũng có một cái khoảng tự do của mình. Đúng là không có kiểm soát được. Giống như nãy em nói là trong một mối quan hệ quan trọng là sự chung thủy. chung thủy thì mình sẽ tin tưởng nữa nha, chứ không cần kiểm soát. Những khi em kiểm soát thì anh muốn cũng em cũng không làm được gì được. Dạ. Giờ điện thoại không kiểm soát được, tiền có kiểm soát không? Quan trọng cái chỗ đó. Ai giữ cũng được, miễn gia đình hạnh phúc là được. Dạ. Mình giữ đi cưng. Dạ, em giữ. Ừ đó. Về nhà trai đồng ý không? Dạ. Nếu đám mình lấy về á thì sẽ có một khoản chung, mỗi người có một khoản riêng nữa. Khoản riêng là cỡ nhiêu? Ví dụ giờ em làm lương tháng 10 triệu dạ. Thì khoản chung nhiêu, khoản riêng nhiêu? Dạ, khoản riêng thì chắc tầm 1-2 triệu thôi. 500 thôi. Ơi, ít vậy. Mà dạ, kéo cái đó để dành để mình tổ chức những cái đặc biệt nữa. Đúng rồi. Nó nói đúng á, giờ tụi trẻ nó hay lắm. Thôi. Nó không cái tài khoản chung á, thí dụ làm lương 10 triệu á, bỏ vô tài khoản chung là 7 triệu, rồi 3 triệu bỏ túi. Nhiều quá. Vợ chồng nhau kêu cho gia đình 30 được không Linh? Dạ được. Được thấy chưa? Cái đó là tôi thấy được rồi. Tiến tới đây. Yeah. Đó, hai gia đình coi nhìn hai đứa nó hợp không? Hai đứa nhìn thẳng với nhau đi. Nếu như mình lấy nhau đó, mình sẽ làm gì trong gia đình? Mình đưa ra một bức tranh thử xem. Những lúc mà em bận hay mệt gì đó thì em sẽ lo được hết. Việc nhà, nấu cơm hay gì đó. Dạ, nếu như mình đã thành gia đình nhỏ của nhau thì tất nhiên em sẽ quan tâm và chia sẻ những lúc anh mệt mỏi. Chứ không phải là mình cáu gắt hay mình cằn nhằn. Để khi mà mình về nhà thì mình sẽ là một cái mái ấm. Dạ. Đối với gia đình nhà chồng, đối với gia đình nhà vợ thì mình sẽ quan tâm thế nào? Trao đổi nhau đi. Cái chuyện này nó cũng nhạy cảm mai mốt về. Sao em lo gia đình em hoài vậy? Rồi sao anh lo gia đình anh hoài vậy? Là cũng mệt mỏi lắm đó. Trao đổi trước đi hai đứa. Em là chị thứ mấy gia đình? Dạ em chị hai. Chị hai. Dạ. Anh thì út trong gia đình nên là cũng phải chăm sóc cho ba mẹ. Dạ. Em có làm dâu được không? Dạ được ạ. Cái việc mà làm dâu thì không vấn đề, tại vì em nghĩ là mẹ nào thì cũng là mẹ, hoặc là gia đình hai bên đều như nhau. Nhưng em có chia sẻ là em rất là yêu thương gia đình của mình. Và cứ nghĩa là gia đình thì gia đình nào cũng vậy, mình cũng sẽ yêu thương bằng tất cả tấm lòng. Nhà trai hát một bài cho nhà gái nghe để tăng thêm cảm xúc nè. Hát một đoạn thôi. Của bài Nhỏ ơi. Dạ. Hôm nay ta gặp Nhỏ, trong nắng chiều bay bay, ngập ngừng ta hỏi Nhỏ, Nhỏ bao Nhỏ chưa yêu. Ừ thì Nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé Nhỏ, Nhỏ ơi. Dạ. Em đọc thơ được không chị? Được, đọc đi. Đọc thơ, đọc thơ. Chẳng biết ta quen từ kiếp nào, định mệnh khéo sắp khéo đùa nhau, tìm nhau giữa bể người 8 tỷ, gặp nhau nơi bạn muốn hẹn hò. Ta gọi yêu thương hỡi yêu thương, một nửa đời ta thật vô thường, một nửa đời ta ta có bạn, mảnh ghép đời bạn bạn có ta. Dạ đây ạ. Dạ. Đọc đi anh. Trên trời có bạn vì sao, hôm nay em gặp ngôi sao lòng mình, giận mình chẳng biết tỏ tình, nói cho em hiểu ngàn lời yêu thương. Trái đất có 4 đại dương, hạnh phúc là cạnh người thương một đời. Em đừng ngần ngại nhận lời, bấm chuông nhấn nút, cả đời anh lo. Bấm chuông nhấn nút, cả đời anh lo. Rồi về chỗ ngồi thôi. Giới trẻ bây giờ tỏ tình bằng thơ không? Linh và Toàn đã có dịp trao đổi với nhau, đã có duyên để gặp nhau. Chúng ta đang đối diện với hàng triệu người đang theo dõi chương trình, đứng trước mặt ba mẹ của hai bên. Mình đưa ra quyết định phải chính xác. Khi ta đưa ra quyết định, chúng ta phải có trách nhiệm với quyết định của mình. Ở đây không phải là bấm nút rồi uống cà phê rồi thôi. Mà những chiếc ghế của các bạn bây giờ đã có rất nhiều người đã an bề gia thất rồi. Chính cái nút bấm đó đã có biết bao nhiêu tiếng khóc trẻ thơ đã chào đời rồi. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Nắm tay như nào. Đẹp quá. Đẹp đôi không ông xui bà xui. Hôm nay gia đình hai bên đã có rồi ha. Mình hỗ trợ cho hai đứa trẻ nó có nhiều điều kiện gặp nhau, để nó yêu nhau, để tình yêu nó lớn lên, rồi cái gì đến chắc chắn nó sẽ đến ha. Con cái hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc, và chúng tôi cũng rất hạnh phúc khi hôm nay các bạn bấm nút với nhau. Trai hiền, dâu thảo, cố gắng yêu thương nhau hết lòng nha, thật lòng với nhau đi suốt một cuộc đời luôn nha mấy em. Chúc các em hạnh phúc. Dạ, cảm ơn. Thủ tục đầu tiên. Bác em đó, bắt cho liền thấy chưa? Dạ, em xin phép rồi. Dạ. Nào. nhẹ nhàng thôi, để y nguyên chưa được không? Thấy rung động nhiều không? Dạ rung quá, rung quá chứ không à. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng AMETI trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng AMETI sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. AMETI, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản. Sao nhiệm vụ khó khăn mà nằm ở em nhỉ? Ok, quay. Ok. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình với sự tài trợ chính của thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Học Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Thưa quý vị, ngày hôm nay Quyền Linh và Nam Thư tiếp tục làm sợi dây kết nối để các bạn trẻ có thể tìm được nửa yêu thương của mình. Để xem ngày hôm nay các bạn ấy có đồng ý bấm nút hẹn hò hay không và cái câu chuyện như thế nào. Mời quý vị theo dõi cặp đôi đầu tiên. Xin mời. Mời bạn Nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta hãy nói lớn lên giới thiệu về mình nha, để đối phương cùng nghe. Ưu tiên bạn gái nào. Rồi, xin mời bạn nữ giới thiệu về bản thân mình nè. Chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh và các quý vị khán giả và anh Nam bên kia. Em tên là Võ Thành Vân, em đến từ Tây Ninh. Em năm nay 29 tuổi, em làm gì? Quản lý giày mẫu. Hả? Quản lý giày mẫu anh. Quản lý gì cưng? Quản lý giày mẫu. Thuộc nhân viên văn phòng không chị? Dạ. Quản lý gì? Quản lý giày mẫu anh. Nhà mẫu hả? Giày mẫu. Giày mẫu. Dạ. À, tại vì nó cách một cái bờ rào nó nghe không rõ. Em là 29 tuổi. Đến từ Tây Ninh. Đến từ Tây Ninh, tên là gì? Võ Thanh Vân anh. À, rồi bạn trai nghe rõ chưa? Dạ. Võ Thanh Vân đến từ Tây Ninh, 29 tuổi, quản lý giày mẫu. Dạ. Còn bạn? Xin chào diễn viên MC Quyền Linh. Rồi em. Xin chào MC Nam Thư. Chào anh. Xin chào bạn Vân. Xin chào quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em là Nguyễn Minh Trí, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay là chuyên viên kỹ thuật. Em đến đây thì năm nay em 33 tuổi. Có em nói hơi gấp xíu do hơi run run. Không có gì run hết, thoải mái luôn em. Rồi 32 tuổi hả? 33 tuổi. 33 tuổi, tuổi gì? Dạ tuổi dần. Tuổi dần. Rồi bên kia 29 tuổi, tuổi con gì? Tuổi ngọ anh. Trâu với dần là con hổ mà. Trâu với cọp hả? Dạ rất hợp với tuổi em ạ. Hợp không? Hợp lắm luôn. Hợp lắm hả? Đúng rồi. Tí sụ dần tam hạt mà đúng không? Dạ. Vậy là khỏe rồi ha, thấy đầu tiên thấy có chút xíu gì hợp rồi đó. Bây giờ Vân ơi, Vân hãy nói một số ưu điểm khuyết điểm của Vân đi. Dạ, ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ. Em cũng có một số tài lẻ. Ví dụ như là em có thể chơi tất cả các môn thể thao, như là võ em cũng học một ít, rồi chạy việt giả, rồi nhảy bao bố, đập chậm, cắm qua, đi nấu ăn em được thể tham gia được hả chị? Học võ nữa đánh chồng hả? Dạ không có, cho khỏe thôi anh ơi. Cho khỏe rồi. Những cái ưu điểm ha. Rồi về phần giải trí văn nghệ, ca hát nhảy múa gì được không em? Hát thì em không có khiếu của hát. Giờ hát thử cho đàn trai nghe cái coi. Em hát dở. Kệ nó, hát cho nó vui cũng được. Nào. Em sẽ ca bài Lý Cây Bông. 2, 3. Cô ơi cô đừng đi lấy chồng, về Tây Đô bên dòng sông tôi ngồi hát. Cô nghe trời ơi cô đừng đi lấy chồng, để hai thằng buông bên bài hát Lý Cây Bông. Anh ngâm nga về câu hò Lý Cây Bông. Anh hò cho một cô em gái đang chạy tóc bên sông. Anh chị sống với mái chèo đâu có đất mênh mông. Chị cần hồi em phụ đề là cái này là mình đọc ráp nha luôn nha. Cái này là mình đang đọc ráp nha. Đọc ráp luôn. Đúng rồi, đó là đọc ráp đó. Rung quá. Sao vui là chính mà. Rồi đó là những cái điểm mạnh và điểm yếu là gì? Dạ điểm yếu của em là em hay quên lắm anh. Là mấy bạn trong công ty chọc em là super quên á. Super quên. Dạ. Với em khi mà em thấy người đó nhìn quen nhưng mà em không có nhớ tên là tên gì, thường em nói trọng vậy đó. Em có nhớ người có kế bên em tên gì không? Nhưng mà có điều là khi mà em nhớ thì em không có quên được ạ. Rồi bây giờ anh hỏi em cái người kế bên em tên gì em nhớ không? Như tên Trí phải anh. Vậy được rồi đó. Được rồi. Ổn. Rồi bây giờ bạn trai, mình nhớ Trí rồi đó. Dạ. Trí nhớ mình kia tên gì không? Tên Vân. Đúng rồi. Trí có ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Dạ. Ưu điểm thì không có thích uống rượu, không thích uống hút thuốc, thì thích ca hát, rồi có một số ưu điểm nữa là giờ có biết để quét nhà, dọn phụ dọn dẹp gia đình, dọn dẹp nhà cửa. Những cái khuyết điểm là cũng hay quên với bạn đó. Hay nói chuyện viễn phong, ví dụ sắm nhà lầu xe hơi chẳng hạn. Mơ ước mà, có gì đâu. Trước ngày những cái nói những cái đó nhưng mà không biết có thực hiện được hay không. Thì mình cứ mơ ước mình sẽ có em. Dạ, là những cái cố gắng, là những cái ưu điểm và khuyết điểm của em. Mà em cũng có một số tài lẻ như là những chương trình, đọc phát thanh hay là ca hát. Và đặc biệt là em theo ca hát được 4 năm á, thì đến năm thứ tư thầy nói, thầy mà như em á, thầy đã nghỉ rồi. Thầy nói vậy đó hả? Dạ. Thôi nhưng mà em sau khi về em rút kinh nghiệm là em nghiệm ra một chân lý là cứ cố gắng đi sẽ đến. Đúng rồi. Bây giờ em giới thiệu chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và sau đây Tí sẽ hát bài tặng mọi người. Thử coi nào. Ai có MC coi sao. Bắt đầu. Minh Trí rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đây là một chương trình ghép đôi giữa hai cặp ế, nhưng mà ế là một cái xu thế chứ không phải ế vì mình gặp khó khăn. Và đến với chương trình thì Minh Trí muốn gửi đến quý vị một bài, một ca khúc mãi mãi được nhạc hàng lời Việt được trình bày bởi ca sĩ Lâm Trường. Tuy nhiên hôm nay Minh Trí sẽ hát. Bắt đầu. Với tôi chị nghe nha. Dạ, nếu có hát dở mong mọi người thông cảm. Cứ hát rồi thử coi sao thầy chưa nghĩ. Không sao mà. Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về. Nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu em, từng đêm nhạc du tiếng hòn chơi vơi với em. Đời đã cho ta gặp nhau, từ đây trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong. Biết trong lòng anh đã bao ngày nguy vơi thăm nghe. Em xin lỗi em quên. Bây giờ thì anh mới hiểu thầy em. Thầy nói đúng anh Linh. Hát cho vui mà đúng không em? Dạ. Rồi cứ hát hay bằng hay, hát hoài chắc chắn cũng hay thôi. Mình có nỗ lực có thành công. Dạ. Em gái, dạ, em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, có một mối tình chính thức rồi. Chính thức, còn mấy mối tình go đi là nhiều không? Nói chung là thoáng qua thôi anh ơi. Thoáng qua? Thoáng thôi hả? Ủa mối, dạ, tình sao là thoáng qua em? Cái gì dạng thích xong là đi luôn á anh. Gì kỳ vậy, thích rồi đi luôn gì kỳ vậy? Thích là phải tiến tới, sao thích đi luôn? Em cũng biết sao, chắc lời nguyền hay sao anh ơi. Rồi, còn bạn trai nè, mình trải qua mấy mối tình rồi? Trải qua 2 mối tình, chạm xin mình thức anh Năm Thư. Chào cưng. Sao mình trải qua mấy mối tình rồi? 2 mối tình. 2 mối tình hả? Vậy mối tình mà gần đây nhất là bao lâu? Gần đây nhất là khoảng 2 năm. 2 năm. Do là quen ở xa, quen xa. À, do yêu xa. Mà xa lắm không? Có ngoài đất nước mình không? Nhưng mà đất nước thì hơi khó quá, nhưng mà ở trong Tiền Giang thôi. Em ở đâu? Dạ em ở thành phố. Em yêu ở đâu? Em yêu ở Tiền Giang. Trời ơi, vậy mà xa. Có chút xíu mà lại xa. Dạ người ta nói là gần nó mới dễ đánh anh. Đánh gì? Đánh trận hả? Đánh trận. Tình yêu mà giống như đánh giặc. Vậy giờ bây giờ là vậy thì em có ngại vấn đề mình sẽ yêu xa không? Dạ thì cũng có một ít, nhưng mà các tuổi này yêu xa cũng vẫn được. Tại vì bạn gái là mình ở Tây Ninh đúng không? Đó, mình ở Tây Ninh nè. Dạ. Tây Ninh với lại Tiền Giang chỗ nào gần hơn hả anh? Tiền Giang gần hơn. Nó cũng xem thấy nó cũng gần nhau anh. Vấn đề Tây Ninh ở huyện nào? Dạ thành phố Tây Ninh anh. Thành phố Tây Ninh. Thành phố Tây Ninh cách thành phố Hồ Chí Minh trên 100 km. Dạ. Tiền Giang cách thành phố Hồ Chí Minh trên 70 km. Ôi, anh Linh hay quá, anh Linh như cái là Google Maps gì đó, xong cái là ra liền à. Đó. Nè, hỏi thêm, rồi cái hình mẫu bạn gái lý tưởng á mà bạn mong muốn là sao? Hình mẫu lý tưởng là có tóc. Không lẽ độc lắm. Ông nội này ai mà có tóc vậy không? Khuôn mặt khả ái, đôi mũi cao, mắt 2 mí, em khởn. Mũi cao, ví dụ mũi mình chưa cao mình về mình không, mũi cao thì mình sẽ có tiệc góc cạnh cho nó cao. Mình chỉnh lại được hết đúng không? Thích mũi thấp thì khó chứ giờ thích mũi đúng cao quá đơn giản. Tức là gương mặt khả ái. Dạ. Khó lắm. Gương mặt thế nào là khả ái? Em có cái mẫu hình lý tưởng nào mà cái gương mặt khả ái không? Giống như là mặt anh Linh là không phải gương mặt khả ái nha. Mặt anh không khả ái đâu. Mặt anh là gì anh? Khả ố. Cảm Minh Hằng đi. Minh Hằng hả? Mẫu người lý tưởng là em thích cái style giống như là Minh Hằng. Khả ái Minh Hằng ha. Khả ái cũng được, để coi bệnh có giống Minh Hằng không. Rồi. Sao em thấy sao? Em chắc không đẹp như Minh Hằng rồi. Vậy có được không anh? Ok. Cái đó mẫu người thôi mà. Cái mẫu thôi, mẫu. Đúng rồi. Rồi để coi đàn gái coi sao nha, coi giống Minh Hằng không? Hay là giống Minh Vượng? Dạ chào anh. Cũng dễ thương mà. Đàn gái. Dạ chào anh. Em nãy nói trải qua mới mối tình hả? thì em nói là có mối tình thoáng qua trước thôi, còn chính thức là có một. Mà lâu không? Dạ cách nay 5 rồi anh. 5. Sao chia tay? Nói chung là cũng xa, ở xa cũng không hiểu. Xa là ở đâu? Ở Tiền Giang. Trời đất ơi. Trời ơi gì vậy? Anh có nào? Giang hả? Đúng rồi. Anh coi nào hai đứa nó cũ nó gặp nhau. Rồi, em cũng đang sợ đó. Anh kéo cái đầu ra hai đứa nhận ra nhau, người yêu cũ nhau xưa chắc xỉu luôn á. Hai đứa nó đi, hai đứa mình bóc. Mà sao bây giờ này? Tiền Giang mà xa hả? Tây Ninh Tiền Giang thì đi vòng vòng cũng xa. Nhưng mà yêu nhau năm mà thấy xa quá rồi chia tay hả? Có thì cũng có một số hiểu lầm á anh. À, hiểu lầm. Với sau cái ảnh nói cái gia đình gặp khó khăn hay gì cái ảnh nói không thể tiếp tục nữa. À tại vì ảnh. Dạ, chứ không phải tại em. Dạ. Đúng không? Nếu em mà ảnh mà nói đấy này kia mà thì chắc em cũng nghĩ là xa đâu. Dạ. Thôi anh nghĩ là thế này nè. Bây giờ người ta yêu nhau nửa vòng trái đất mà cũng đâu có sao đâu, vấn đề là người ta tin tưởng nhau. Chúng ta mở gọi là Zalo rồi Facebook rồi mạng xã hội đó. Ở đây đâu có chuyện gì đâu không? Không, cái đó thì cũng bình thường, chân thành là được. Đúng rồi, chân thành là được. Dạ. Em muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Là thứ nhất là phải chín chắn. Chín chắn. À. Có dạ. Thấy mình chín chắn chưa? Dạ 33 phải chín chắn. À, rồi. Gì nữa? Biết quan tâm chia sẻ. Ừ. Gì nữa? Yêu trẻ con. Yêu trẻ con. Dạ. Cái mẫu hình lý tưởng bên đây là yêu trẻ con thì anh từng đi dạy trẻ con rồi, anh biết, anh rất yêu lắm. Yêu. Đó, với có các mối quan hệ rõ ràng anh, có mối quan hệ rõ ràng là sao chưa hiểu? Mối quan hệ rõ ràng tức là em cái nào ra cái đó, đừng dạ. Có nói là em gái mưa rồi đó, em gái bão, đúng rồi, em gái gió, dạ, em gái tùm lum hết trơn rồi. Thế giờ này rồi là biết rồi. Nhưng mà có mối quan hệ rõ ràng không? Đúng rồi, có em gái không? Đừng có mai cái dẫn em gái mưa, rồi cái mốt cái dẫn em gái mương, rồi mốt cái dẫn em gái gió. Em gái mương là em gái gì vậy? Cái mương, mưa là em gái mưa là anh trời xuống ha. Em gái mương là nó dẫn ra trước cửa nhà mình đó, là hàng xóm đó. À là mương. Làm gái mương, có em gái mương qua đó. Không, cái cụm từ em gái mương của anh vậy. Rồi anh có dễ ăn không anh? Anh rất là dễ ăn, mặn ngọt chua cay ăn được hết. Thấy chưa? Có là ý là anh có thể ăn chay được không á? Ăn chay thích ăn, cũng không thích ăn lắm nhưng mà bắt ăn vẫn ăn. Ủa sao kỳ vậy, ăn phải tự quen chứ. Nhiều khi nó chưa ăn quen thôi. Nếu vậy em ăn hoài thì nó cũng ăn hoài đến nó quen thôi. Tại sao? Lý do là tại sao em lại hỏi bạn nó có ăn chay hay không? Tại em thích ăn chay hơn, tại ăn thịt giờ nó đâu có tốt đâu. À đúng rồi, ăn thịt nhiều quá không có tốt. Dạ lý, cũng hợp lý. Ăn thịt nhiều quá nó mập nhanh thì nó cũng không được đẹp lắm. Là vậy ha. Dạ. Một cái mẫu hình lý tưởng đi, em có thể tưởng tượng một cái mẫu hình em như thế nào? To to con xíu. Rồi vì quan tâm chia sẻ là rồi em như cái có cái mẫu hình nào giống như nãy tưởng tượng giống bên Hằng á? Còn em có cái mẫu hình nào mà để về dễ nhận biết đâu? Giống chú Quyền Linh rồi được. Hả? Được. Em mới gọi là gì? À, anh Quyền Linh. Không bé không sao. Dạ mình cứ thoải mái trong các xưng hô, bởi vì thực sự là cái lứa tuổi anh Linh nó cũng lên tới chú không sao. Chú bác cũng được mà không sao. Anh Linh luôn. Anh giờ là chú bác thì cũng không sao chứ. Tức là cái mẫu hình giống chú Linh đúng không? Rồi khi mà biết nói chung là chia sẻ công việc nhà. Rồi. Quét nhà dọn dẹp nó làm được, làm tất được tất luôn. Bây giờ có cái gì mà không làm được không? Dạ nãy giờ hình như không có. Em ghét cái gì tính xấu của đàn ông? Những cái tật xấu đàn ông nào em ghét nhất? Em có ghét hút thuốc nè. Đúng rồi, không hút thuốc, uống rượu, cờ bạc nữa anh. Tứ đổ tường anh không có em ơi. Không dính cái nào. Vậy được. Còn em thích gì ở phụ nữ? Phụ nữ hả? Bày hay. Phụ nữ bày hay là ghê lắm á. Rồi gì nữa? Không có kính trên nhường dưới, nhưng mà người ta la mình cũng phải nhường lại tí xíu, chứ đừng có hỏi cái là mình quát tháo lên liền. Mình phải điềm đạm lại để người ta điềm đạm theo mình mới là hay. Hay không sao mình không điềm đạm cho người ta trước, thì người ta phải điềm đạm với mình, đúng không? Phải nhường nhau một chút chứ. Dạ, rồi anh thấy là hai bên đã đưa ra những cái suy nghĩ của mình rồi đó. Thử xem mỗi bên chim nghiệm xem mình có hợp với nhau không. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nữa ha. Dạ. Bạn là gái. Bạn đi với ai nè? Em đi với hai bạn đồng nghiệp với em gái. Hai bạn đồng nghiệp và em gái. Rồi, em gái, em có ý kiến gì về anh bên kia nói cho chị mình biết nè. Dạ thì con chào chú Quyền Linh, với lại chị Nam Thư, với lại anh trai luôn. Dạ thì nói chung là chị em á, là cái tính cách là đôi khi cũng hơi thất thường xíu. Đó là gọi là sáng nắng chiều mưa xíu. Đôi khi cũng nóng tính lắm, mà đôi khi là hơi điên. Cái anh chịu được. Dạ anh nhắm là đôi khi là có một lần mà chị em đè ra nặng mộng luôn, mặt sưng lên luôn á. Anh nhắm là anh chịu được không? Làm gì? Nặng mụn. Dạ em rất là thích nặng mụn anh ơi. Là khi mà em buồn là em đè mặt em nặng nè. Buồn chờ ai cô em cũng tự nặng mụn cho em luôn ạ. Rồi bạn trai đây nói có mụn để nặng, chịu chấp nhận chịu nặng mụn. Dạ thì anh bên này á thì nãy giờ á, thì em thấy thì ảnh cũng vui tính, cũng dễ nhìn. Nhưng mà em cũng hy vọng là nếu được á thì hai anh chị có cơ hội là tiến tới là em có cơ hội được súng xính bấy. Rồi cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ anh đi với bạn và đồng nghiệp. Bạn rồi. Đại diện thằng trai nào? Dạ anh đó. Rồi chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam Thư. Dạ. Chào Vân. Dạ em chào anh Trí. Mình tên là Thái. Bạn với Trí. Bạn với Trí. Thì ở Trí thì chắc là Vân sẽ không thể tìm được một người mà có thể đem tới cho Vân tiếng cười suốt ngày đâu. Dạ. Nhưng mà nếu mà Vân tìm một người, một cái nơi vững chắc, mình nhắc lại là bạn thích cái chỗ chín chắn đó, thì chắc chắn là mình tin là Trí có thể đáp ứng được câu chuyện đó. Và tuyệt đối là sẽ không có em cái mưa. Trí không thích mùa mưa. Dạ, yên tâm. Trí ơi. Dạ. Ok nhé. Ok. Rồi. Hay quá. Đó là góp ý của hai bên họ hàng, đàn trai đàn gái. Bây giờ quyền quyết định vẫn là của các bạn. Mở rào. Hồi hộp không? Dạ, hồi hộp. Sao? Đây. Không gian này là của các bạn đó. Đây, rồi, em cảm ơn anh. Em cũng muốn quà tặng anh. Anh mở quà đi. Anh thấy chữ gì không vậy? Smile. Em hy vọng là anh sẽ mang đến cái nụ cười em cho em mãi. Rồi mua cái gì đeo cho bạn luôn đi, mua cái gì đi. Cái gì đó, sợi dây chuyền. Mình để này đây chứ. Sao anh rung như vậy? Rung lắm, nãy giờ đây rung dữ lắm luôn. Trời ơi, tâm lý không? Tặng sợi dây chuyền luôn. Bình tĩnh đừng có rung quá, đừng rớt rồi ông chuyền. Đừng rớt nha, Dạ không rớt đâu chị. Để chị dọn cho, okay, qua đeo lẹ, okay. Bình tĩnh. Đấy, hai đứa lần đầu tiên gặp mặt trao giật liền đó. Này dán tóc lên. Sorry bây giờ chưa có trải nghiệm mình nào. Đeo ngược lại, cái đó trong sau cổ lên. Đúng rồi. Đó quay qua cho người ta đeo bà này. Nhìn mặt nhau luôn đi, nhìn nó tranh thủ được chưa. Trời ơi quá. Bình tĩnh đeo trầm trọng thôi, nhẹ nhàng, coi chừng tao đến thở đó. Chắc nhờ chị Năm Thư quá. Ok, không được giỏi. Được không? Nó bị kẹt quá, cho mọi người sẽ không buộc vô đi. Dạ chắc nhờ chị Năm Thư. Rồi, rung quá, hai tay không có thể nào lấy được. Đây, để tôi đeo cho, tới tôi đeo được nữa anh Linh đeo nha. Rồi, okay. Đó. Rồi. Cảm ơn anh. Nóng thôi, không, nóng có đẹp không? Dạ, được. Hả? Hợp không? Có giống hình mẫu của anh không? Xin chào Vân. Chào anh. Gặp người không biết Vân nghĩ anh như thế nào? Về khuôn mặt hay là về khuôn mặt thì nhìn thấy cưng cũng được. Thấy cưng ha. Anh có thích thể thao không vậy? Anh thì thích thể thao. Còn trước đây anh có đá banh nè, rồi có xem võ thì em đi học thêm võ. Anh có thể leo núi được không vậy? Leo núi cái chuyện đó là có thể, và anh đã từng trải nghiệm leo núi nhân tạo luôn rồi đó. Anh có thể leo được cái núi Bà không vậy? Núi Bà hả? Vô Tư đưa anh tới. Anh từng leo, đi ra Hà Nội anh đi nhiều nơi, thành thử ra anh tự tin anh có thể leo núi. Anh còn có muốn đi định là lên Phan Xi Păng nữa hả? Vậy hả? Vậy em cũng thích như vậy á. Tại bữa nào vậy mình leo núi bữa nha. Okay. Tức là bạn chia sẻ bạn cũng từng học võ đúng không? Dạ. Bạn gái cũng nói bạn từng học võ. Anh học võ gì vậy? Vịnh Xuân Quyền. Làm thử nửa bài coi chơi. Đúng rồi. Nó muốn nhẹ dài đường. Ra đi, mỗi đứa thể hiện tài năng thử xem sao. Đúng rồi. Vâng. Mà mạnh mẽ lên, con nào bỏ nào. Thể hiện. Đúng rồi. Mấy chiêu thôi, mấy bài. Nhiều càng tốt, xuất chiêu. Giờ làm gì vậy? 3, 2, 1, xuất. Muốn vỏ nè. Ôi. Anh xin đó. Bạn gái muốn đi, bạn gái muốn. Bây giờ hai đứa muốn lượng mới đẹp. Nào, bạn trai bỏ dép là được không vậy? Được, em được đúng. Bên đó học Bình Xuân Quyền, em học gì của Việt Nam? Em Taekwondo chị. Rồi, bạn này nó múa. Bắt đầu. Múa đẹp nha. 3 2 1. Trời ơi. Cảm ơn hai bạn. Hai bạn mà có thành đôi đó. Xong cái về nhà cái vụ cái lộn nhẹ nhẹ đi. Xong bên Vịnh Xuân Quyền, bên Taekwondo không có đạo chính mình nạp. Kệ vậy nó cũng vui. Vui. Hai đứa giận nhau, mạnh đứa nào đứa có võ thì cũng mắc cười lắm. Vui. Rồi mình nha, hỏi thăm về chuyện hẹn hò rồi sao, tính từ khoảng cách từ Tây Ninh lên Tiền Giang hoặc Tiền Giang lên Tây Ninh sao nè? Về mặt khoảng cách thì anh nghĩ là không có lo lắng gì. vấn đề là khi mà ngỏ lời xuống đó, lên Tây Ninh chơi đó thì không biết em có sẵn sàng hay không? Dạ em sẽ sẵn sàng. Dạ. Okay. Không biết là ở Tây Ninh thì em có thể giới thiệu ở đây với khán giả luôn là có những cái đặc sản gì hay? Tây Ninh của em á thì có muối. Dạ có muối Tây Ninh nè, có bánh tráng trộn. Anh thích ăn bánh tráng trộn thì trộn cho anh ăn. Okay. Anh ăn cay luôn dạ? Ăn cay vừa thôi, tại vì anh từng ăn cay món Thái á, trời nó sưng dữ lắm, miệng nó sưng lên dữ lắm. Sưng lên thì khỏi hoa son anh, cũng đẹp vậy. Okay. Ví dụ mà sau này ví dụ mà có hai người có cãi lộn với nhau, anh có phải là người xin lỗi trước không? Đương nhiên là anh sẽ người là xin lỗi trước rồi, nhưng mà khi mà em đang nóng thì anh sẽ đi, để khi nào em bớt nóng là anh sẽ xin lỗi. Vậy được. Nhưng thường thường em giận là em hay im lặng lắm rồi sao? Anh cũng vậy. Anh hay vậy là lặng. Chiến tranh lạnh hả? Chiến tranh lạnh chừng một ngày thì được, hoặc nửa ngày thì được. Mình ví dụ như là nếu mà có thể mình tiến tới đi, mình tính tới chuyện hôn nhân thì ví dụ về làm dâu thì sao nè? Em có ngại chuyện làm dâu không mấy Vân? Dạ không ạ. Tiến tới thì nếu mà nói tiến tới hôn nhân á, là nếu mà hai bên tìm hiểu nhau á, thì khoảng chừng 6 tháng là anh sẽ có thể ngỏ lời. Yeah. Không biết em như thế nào? Dạ coi thì tình cảm thế đâu anh. Dạ. Ý đã chuẩn bị cho đám cưới, dạ. Nói cho Vân biết đi. Em đã chuẩn bị cái nữ trang rồi, nữ trang dành cho đám cưới, rồi có thể có nhà ở đàng hoàng. Dạ. Tức là em đã chuẩn bị sẵn. Là có nhà ở đàng hoàng và về là cái ra riêng luôn. Ra riêng thì chắc ở chung tại nhà cũng khá rộng. Và cũng có rất là nhiều phòng, thành ra là mình không có lo lắng gì việc mà ở chung. Rồi ví dụ như về chuyện lập nghiệp thì sao? Lập nghiệp thì hiện nay công việc của em thì cũng ổn định rồi. Rồi cũng có nhà để cho thuê. Còn không biết Vân thấy điều kiện vậy như thế nào? Dạ được. Được luôn hả? Rồi quan điểm hôn nhân gia đình thế nào? Các bạn nói với nhau đi. Quan điểm hôn nhân gia đình thì bên Trí và bên em cũng rất là đơn giản. Chủ yếu là hai đứa hiểu nhau, tránh việc cãi vã trong gia đình. Rất là ghét cãi vã trong gia đình, chỉ là giận nhau một hồi rồi lại hòa với nhau. Em thì cũng không thích cãi vã nhiều quá. Rồi lúc mà đi chơi về hay là đi với đồng nghiệp về á thì hạn chế cầm ràm. Dạ em là không có cầm ràm đâu. Dạ. Vậy có như đó rồi. Còn em sao? Thì em thì biết người mà biết quan tâm chia sẻ, khi mà em giận thì cũng an ủi hay gì đó chứ đừng có bỏ đi luôn. Cái đó là bổn phận của người đàn ông rồi. Rồi bây giờ ví dụ như đi, tại vì trong profile của Vân viết là Vân không có thích ở Sài Gòn, Vân không có thích nhộn nhịp ồn ào, ít đi chơi đó. Vậy thì em sao, em có thích đi chơi hay em có thích ồn ào không, có trái ngược cái sở thích này với Vân không? Trái ngược tí xíu, là tí xíu thôi, không nhiều. Cũng thích đi chơi, cũng thích ồn ào, nhưng mà nó ở mức vừa đủ thôi chứ không có thể nào mà nhiều được. Em là không phải là không thích đi chơi, mà em bình thường đi làm về là em về nhà, nhưng mà có dịp nào đi xa hay gì là em đi mấy ngày mới về. Vậy quá tốt rồi. Em rất là thích đi như chủ nhật hay gì, đi lại những nơi mà cảm thấy mình thoải mái, không khí trong lành nữa. Vậy. Em thích như vậy chứ mấy cái chỗ mà ồn ào quá thì em không thích. Vậy cũng hợp, không sao. Thì con cái sao, con trai gái gì đó nói rõ quan điểm. Quan điểm con gái càng tốt, tại thời buổi này là con gái rất là quý. Con gái rất là quý. Thích con gái hả? Con gái thì thích hơn, nhưng mà con trai vẫn thích nhưng mà không bằng thôi. Là anh thích trẻ con. Thích trẻ con thì cơ hội thì nếu mà một đứa cũng được hoặc hai đứa cũng được, thì tùy theo khả năng kinh tế, đến chừng đó là mình sẽ quyết định, chứ không có phải là bây giờ phải ép buộc là phải hai đứa con liền, không có gì đó. Như vậy là hai bạn trao đổi với nhau cũng khá nhiều ha. Thư nghĩ là tại vì nãy giờ Thư và anh Linh luôn gợi ý cho các bạn nói về cái điều các bạn cứ bị ấy, nhưng bây giờ thật sự trong đầu mình đang muốn hỏi đối phương cái gì, mình quan tâm thật sự cái gì đó thì mình hỏi. Thường thì thứ bảy chủ nhật em có thích đi vào những quán cà phê ngồi để mà giải trí nghe nhạc hay không? Em hả? Thì thường thường em chủ nhật về là em thường chơi với cháu. Nếu quen nhau rồi thì anh thấy những cái bộ phim nào hay á thì anh mời em đi, em có đi không? Dạ cũng được. Không biết em thích thể loại phim gì? Dạ em thích phim hoạt hình. Phim hoạt hình hả? Anh thích phim gì? Phim hành động, anh thấy anh muốn mấy tùm lum là biết rồi đó. Nhưng mà em thì thích phim hoạt hình thì sao? Vẫn đi xem được. Chủ yếu là hai đứa có thời gian ở chung với nhau hay không. Ví dụ nếu mà quen nhau như vậy thì một tháng sẽ gặp nhau bao nhiêu lần? Thì anh có thể lên Tây Ninh tháng bao nhiêu lần ạ? Có thể là 4 tuần, anh có thể đi hết 4 tuần. Ồ vậy hay quá, được quá rồi. Ngày lễ rồi sao anh? Ngày lễ thì đây tạm thời mới quen nhau thôi. Có thể là mình sẽ chia ra thời gian cho gia đình bên anh, còn thời gian cho gia đình bên em. Còn nếu mà khi mà đã tiến tới nhau thì đương nhiên thời gian dành cho em hết, tại anh cũng chả có ai hết. Thì tốt. Anh thấy chàng trai cũng rất là chững chạc đó. Bây giờ em suy nghĩ tất cả những cái gì về đối phương của mình, hãy nói thật từ suy nghĩ tận đáy lòng của mình nha. Rồi mời em gái. Em thấy anh này thì nói chung là cũng chín chắn, nhìn mặt baby dễ thương. Thế cũng được. Được, thích không? Dạ được. Thích. Rồi em trai, em nghĩ gì về người đối diện, là có thích hay không? Dạ em thấy cô gái khá xinh, nụ cười duyên, có như có phải lúc làm tiền vậy? Ủa có không ta? Em cũng vậy. Cho nên sao? Cho nên cũng được. Em thích không? Dạ cũng, dạ cũng được. Em có thấy trái tim mình rung động không? Dạ chắc mới gặp nhau chưa có rung nhiều, chưa có rung nhiều thôi. Chỉ có em rung thôi đúng không? Rồi bây giờ chúng ta tiến tới rồi công việc cuối cùng đó là bấm nút. Nãy giờ thì các bạn nói chuyện với nhau, có thể đùa với nhau, có thể vui với nhau, nhưng đã đến lúc lắng lòng mình lại, để tay nút bấm các bạn, để tay vào nút bấm, lắng lòng mình lại. Hai bạn đang đối diện với bạn bè, người thân, ông bà, cha mẹ, hàng xóm và hàng chục triệu khán giả đang theo dõi chương trình. Chúng ta nhắm mắt lại xem nãy giờ những cái gì mình nói có phải từ trái tim hay không? Đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Đây có phải là người cùng đi với chúng ta suốt một chặng đường còn lại hay không? Được, đúng như thế chúng ta hãy bấm. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm, bởi vì có hàng triệu người sẽ bấm cho các bạn. Đừng lo lắng điều đó nha. Hãy nói thật lòng mình. Nhắm mắt lại và lắng nghe con tim mình nào. 3, 2, 1. Hết thời gian. Hết thời gian. Em không bấm. Tại sao em nói cô gái này rất là xinh, rất là dễ thương mà tại sao em không bấm? Dạ cái cảm xúc nó chưa có rung động nhiều. Dạ cô gái rất là xinh đẹp à, như bản thân em thì em thấy lòng cũng đúng đó. Chúng ta đừng dối con tim của mình. Bởi vì em không bấm thì có rất nhiều chàng trai đang theo dõi chương trình truyền hình sẽ bấm cho cô gái ấy. Vâng, nghĩ điều gì? Không sao. Em rất là dễ thương. Em rất là dễ thương và gương mặt rất là phúc hậu luôn. Vấn đề là bạn trai nói cũng đúng là chưa có rung động, thành ra chúng ta không cần bấm. Nhưng mà tôi nghĩ như vậy là bạn trai hết sức là trung thực với cảm xúc của mình, và điều đó rất là tốt. Bởi vì phải trung thực, mình biết là cảm xúc chưa tới. Và ngoài kia còn hàng triệu chàng trai khác nữa đang chờ đợi Vân nha. Vâng. Và cũng có rất nhiều cô gái sẽ bấm cho chị. Đừng lo lắng đó, bởi vì chúng tôi đã giới thiệu truyền hình rất là nhiều. Các bạn không bấm nút là chính là những người được theo dõi nhiều nhất ở trên truyền hình, và có rất nhiều người điện thoại về hỏi thăm số điện thoại và tìm thông tin của các bạn. Đừng lo lắng nha. Đây là quà.